rồi chào toàn thể anh em và các bạn thì hiện tại thì khu lúa của mình vòng người ta cũng đã cháy lá, các bạn lá chín hết rồi còn riêng cái đài thơm tám của mình thì nó vẫn còn cái này là đài thơm tám các bạn thơm tám thì mùa này nó ít cháy lá và thường thì anh em và các bạn biết cái rằng là cái đối với cái lúa mà nếu mà chúng ta mà xạ cái giống nào mà ít ở trên cùng trên một cánh đồng thì nó nó sẽ ít có bệnh hơn còn nếu như mà chúng ta xạ một cái giống đó mà trên cái cánh đồng người ta xạ nhiều với loại một giống thì đa phần thường thì nó nó sẽ bị chung một cái loại bệnh như nhau các bạn thì đối với cái à, giai đoạn về sau này thì cái bệnh mà đem rất hạt à, thì à, và đậu ông có bông thì chúng ta cũng cần chú ý nhưng mà đối với đại 28 thì mình thấy là cái tỷ lệ sau lục thân sau chỗ nó chiếm khoảng 5 phần trăm các bạn bù xích này mời mình vô mình xịt cỏ mà được các bạn quá cỏ rồi rồi thôi để mình lội vô khúc và mình sẽ quay cho anh em và các bạn xem